Nhà cháu cái nước là thời thời đầu tiên đấy. Trời tắc lắm. Trời mặt lên mặt xuống. Cho nhỏ hàng mượn mắt bên mắt luôn bên chân. Nên là quần quỳnh nhân nguyện cho anh. Cha chẳng ưng cái gì bỡ nên nó mấy chiếc răng không cho mượn. Lúc sau người ta lách. Quần nguyện nhân cho anh đấy. Mà tôi lâu đời rồi đấy. Này, cái nữa là tao vẫn để ý tao vẫn là tao đi đi nhưng không bao giờ tao để rời mà tao toàn mỗi cái túi. Cái nhiều cái túi anh ấy rồi đó cứ lăn rơi một bên là mắt đấy. Tôi cũng cẩn thận lắm đó. Xong là tôi cứ vật rút hết lên. Không. Đấy không phải như là chưa tuột chứ cái còn kinh nghiệm lắm là phải bây giờ tôi đã có cái là tôi biết.